chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 16 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị Trung ương 9 làm việc tại hội trường. Hội nghị Trung ương 9 đã cho ý kiến về công tác nhân sự. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trong đó có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6 tháng 3 năm 1962, dân tộc Kinh, quê quán xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Sau đây là tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 6 năm 1979, chiến sĩ đại đội 2 tiểu đoàn ấp Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, quân khu 9. Từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 10 năm 1979, chiến sĩ tiểu đoàn 4, sư đoàn 441, quân khu 4. Từ tháng 11 năm 1979 đến tháng 3 năm 1980, chiến sĩ tiểu đoàn 5, trung đoàn 5, sư đoàn 320, quân đoàn 3. Từ tháng 4 năm 1980 đến tháng 7 năm 1982, học viên trưởng văn hóa quân đoàn 3. Từ tháng 8 năm 1982 đến tháng 6 năm 1985, học viên trưởng sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin. Từ tháng 7 năm 1985 đến tháng 2 năm 1986, trung úy trợ lý chính trị tiểu đoàn huấn luyện lữ đoàn 596 binh chủng thông tin. Từ tháng 3 năm 1986 đến tháng 11 năm 1986, trung úy học viên trường đảng binh chủng thông tin. Từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 9 năm 1987, trung úy thượng úy giáo viên trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin. Từ tháng 10 năm 1987 đến tháng 9 năm 1988, thượng úy trợ lý huấn luyện, phó tiểu đoàn trưởng về chính trị tiểu đoàn 40, trung đoàn thông tin 23, quân khu 7. Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 8 năm 1995, thượng úy đại úy thiếu tá chủ nhiệm chính trị trung đoàn thông tin 23, quân khu 7, học tại chức chuyên ngành triết học tại Đại học Tuyên giáo Trung ương từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 1 năm 1993. Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 8 năm 2000, thiếu tá, trung tá, phó trung đoàn trưởng về chính trị, trung đoàn thông tin 23, quân khu 7. Bí thư đảng ủy trung đoàn 23, học tại chức chuyên ngành quốc tế học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ tháng 7 năm 1996 đến tháng 1 năm 1999, học viên Học viện Chính trị chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Từ tháng 11 năm 1999 đến tháng 10 năm 2000. Từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 10 năm 2007, trung tá, thượng tá, đại tá, phó phòng trưởng phòng tuyên huấn Cục Chính trị, quân khu 7. Học viên Học viện Chính trị từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 10 năm 2004. Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 4 năm 2008, đại tá, phó chính ủy sư đoàn 5, quân khu 7, đảng ủy viên sư đoàn 5. Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009, đại tá, chính ủy sư đoàn 5, quân khu 7, bí thư đảng ủy sư đoàn 5. Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, đại tá, phó chủ nhiệm chính trị quân khu 7, ủy viên thường vụ đảng ủy Cục Chính trị. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2012, thiếu tướng chính ủy quân đoàn 7, bí thư đảng ủy quân đoàn 4. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 8 năm 2017, trung tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ủy viên Trung ương Đảng, tháng 1 năm 2016, đại biểu Quốc hội khóa 14, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Quân ủy Trung ương, ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, học viên bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8 đến tháng 12 năm 2013. Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021, thượng tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 14, ủy viên Quân ủy Trung ương, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Từ tháng 2 năm 2021 đến nay, bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Hội nghị Trung ương 9 bàn về một số vấn đề quan trọng. Ngày 16 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị Trung ương 9 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị Trung ương 9, Trung ương sẽ bàn về các nội dung, đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta. Khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi, và đến năm 2045, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tròn 100 năm thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thời gian qua, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng, Tiểu ban Kinh tế Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này. Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo, trước hết là về các vấn đề, chủ đề và phương châm của đại hội, tiêu đề của báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị và tờ trình của tiểu ban văn kiện. Trong quá trình thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị, đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng nếu có, và xây dựng dự thảo điều lệ mới của Đảng, trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương có ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Cuối cùng, Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội Toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này, để kịp thời hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới, sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố,
tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị. Một lần nữa nhấn mạnh nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 9 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Dự kiến hội nghị làm việc đến ngày 18 tháng 5. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.